Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka Rồi hôm nay thì mời các bạn cùng với mình chúng ta cùng xem vị thế của con ở Wagon Toran các bạn Sau vài ngày ra mắt Thì một trong những cái tác dụng lớn nhất của con ở Wagon Toran các bạn Theo mình Chính là hỗ trợ support cho Newbie leo map trong cái giai đoạn đầu game Nói chung là Newbie nhưng mà bây giờ chúng ta sở hữu được một con ở Wagon Toran này Dùng để leo map trong giai đoạn đầu là hết nước chấm các bạn dù như các bạn mới chơi game mà các bạn xâm ra con tướng này thì thôi 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 Quá đã Thì uh, sau lưng nó các bạn thì trang bị bao nhiêu Sau lưng ở Thoran của chúng ta có trang bị mấy thanh kiếm Và giúp cái con tướng này có tới mấy lượt hồi sinh các bạn Mấy lượt hồi sinh Như vậy là quá đủ rồi là quá đủ rồi Như đó là đủ để nó tăng các bạn Để nó tăng và nó hỗ trợ gây đam cùng với la hút chiêu cho newbie các bạn nha cho newbie Ồ, oh, bộ kỹ năng của vị tướng này hình như là nó có điều chỉnh rồi bạn. Ngày trước khi mà vừa bắt đầu sân đấu thì cái con Thoran của chúng ta nó sẽ tự động biến thành cái dạng linh hồn và nó bay 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 tới nó gây đam. Còn bây giờ thì không kìa. Chưa gì mà mới ra mắt nó đã sửa đổi bộ kỹ năng rồi. Nó đã sửa đổi bộ kỹ năng rồi nha. Đây. Với năm uh, lượt hồi sinh như thế này là quá đủ đâu qua kình Thoran của chúng ta quậy tốt trong giai đoạn đầu như là câu chiêu cho những cái con tướng khác có thể gây đam như là con rem hoặc là con Ivan hoặc các kiểu các bạn khá là ngon khá là ngon cho newbie nha nếu mà chúng ta lấy một copy rồi để xem thử vị thế hiện tại của Wagon Toran trong Meta như thế nào con này thì Metabot hiện tại chắc là khó vào tại vì Metabot hiện tại của chúng ta có quá nhiều con tướng khủng các bạn Metabot hiện tại của chúng ta có quá nhiều tướng khủng như đó vì thế con Wagon Toran này trong Metabot chắc là khó tim một không thấy tim hai không thấy tim ba không thấy tim bốn không thấy tiềm năm không thấy và tiềm sáu cũng không thấy chúng ta không thấy các bạn chúng ta có con chúng ta có Wagon iron này chúng ta có Wynet này chúng ta có ac này chúng ta có lucius này chúng ta có con phượng rừng với lại con libe rồi chúng ta sang hành lá ác mộng các bạn để xem thử trong bố hành lá ác mộng có vị trí nào cho Wagon toran hay không dự đoán là cũng không luôn nha các bạn khó lắm những con tướng mà dps sát thương mạnh mày ra chỉ còn Ồ, oh, có này các bạn. Kỹ năng con ở Wagon Toran vẫn chui được vào meta nè. Chung với lại con Scarlet tưởng chừng những thất sủng các bạn. Nhưng vẫn vào được meta trong cái con sói địa ngục này. Chúng ta xem thử trận chiến này diễn ra như thế nào nha. Rồi, em chạy bộ lại rồi em chém chém mấy chém xong rồi em nộ. Sao anh biến thành dạng linh hồn. Anh nổ cái bùm anh gây đam. Và anh giật xét các bạn. Tuy nhiên cái vai trò của nó giống như vai trò phụ trợ thôi bạn ha Để kích hoạt cái nội tại của cái con con này Chứ không phải là vai trò gây đam các bạn nhìn nè Cái vai trò gây đam gần như là không có Nó chỉ là kích hoạt nội tại của con khuyển, con khuyển địa ngục này thôi Rồi, support cũng được Support thì không cần phải một con quá xịn các bạn à, chúng ta nhất cũng có được vào trong hành lá ác mộng là cũng đỡ đỡ tuổi bạn ha Đã xem từ trong bơ bơ hiện tại con ở Wagon Toran này người ta có dùng trong những cái tim đầu cũng, các bạn rồi để xem bạn xếp hàng một bạn đang chỉnh tim như thế nào tim một của bạn là dùng ac nguyên tim sát các tập trung với lại con suna đây là tim hai của bạn các bạn tim ba tim bốn tim năm tim sáu rồi Tim xấu thì đã có sự xuất hiện của con Wagon Thoran Với vai trò là một cái con tướng trong tim dị bạn, trong tim cù nhây Chúng ta có Wagon Thoran này, chúng ta có Rendo, chúng ta có Flora, chúng ta có Phượng Thường Và chúng ta có nữ thần mùa xuân, mùa thu chứ, Aurelia Để cùng xem cái diễn biến của trận chiến này nó diễn ra như thế nào nha Phương tim cù nhây, Phượng một hit bay bên này là qua kình thoran biến thành dạng này bay vào đây chém một cái hất tung một con có exit đang bị bay lên không trung và tất nhiên là tiêm cù nhây thì chúng ta sẽ kết hợp kết hợp chúng lại hai cậu ngũ gật các bạn nha ngay từ đầu khi mà có con tướng này ra mắt thì người ta đã nghĩ nó là một trong những con tướng kết hợp chung với lại con hai cậu ngũ gật tốt rồi các bạn và tiêm cù nhây là cái combo mà con tướng này nên hướng tới các bạn ha đây rồi hố xanh rồi các kiểu các thể loại các bạn rồi phượng sẽ hồi hồi máu cho qua kình thoran cậu sẽ nhảy xuống gây đam và chúng ta win và lượng đam của cái tim này tất nhiên rồi tim cụ ngay thì lượng đam chủ đến từ cái con hải cũ gật các bạn để xem thử các bạn khác các bạn còn có sử dụng tim là cái con qua kình thoran không nha các bạn ha bạn thì không có xài xếp hàng bạn không cao để mình qua cái khu vực một các bạn qua những khu vực một khu vực hai xem tim xem khu vực 1 bạn này bạn top 1 là bạn chưa xài tới con ở qua để xem từ bạn top 2 các bạn chưa thấy để chúng ta vào cái chỗ này để chúng ta chúng ta vào cái thông tin cấp đột các bạn ngoài chỗ này nè chúng ta vào thông tin thợ săn á để chúng ta xem các bạn xếp hạng này, Giờ chúng ta xem tất cả các khu vực Top 10 Để xem thử là người ta Người ta sử dụng Đa phần là những con tướng nào Chúng ta có Ezio, có Lika Qua kênh Toran vị trí 21 Các bạn cũng vào được meta đó các bạn Đây là mức độ phổ biến nè cơ bản thì qua kênh Thoran cũng là một con tướng vào được meta meta BBB các bạn ha cấp đột sống kho báu với cái hình thức đó là nó sẽ là sập bột cho tim cù nhây sập bột cho tim cù nhây rồi đây là tỷ lệ thắng này các bạn vẫn là Simera vẫn là Ezio đây là top 100 các bạn ha chúng ta sợ top 100 vào tất cả các khu vực đây Thoran tầm khoảng top 21 các bạn nha trên trên cái điện thoại này nó không có cái chỗ bâu lại các bạn à, bên mấy cái android của mình quay bằng hình thì mình có bâu lại còn này không có bao chịu <laughs> giờ chúng ta thử sạch khu vực khác xem thử vị trí của hòa kình tới đâu nha chúng ta sạch khu vực 1 vẫn là đâu đó tầm khoảng hàng hai mấy các bạn cơ bản là người ta có dùng đó cơ bản là qua kênh thoran là người ta bắt đầu dùng rồi và cái tim mình chắc chắn rằng cái tim mà người ta dùng nhiều nhất vẫn là kẹp chung vào cái tim tim cù nhây các bạn nó chắc là không có hợp một cái nào hợp hơn bằng cái tim cù nhây đâu bạn ha sáu à, tim bảy tim bắt đầu vào bảy tim là chắc là người ta sẽ sẽ dùng nhiều nhất các bạn tại vì bảy tim yêu cầu chúng ta phải xét luôn tới bảy tim là qua kênh thoran thế nào người ta cũng dùng còn hiện tại thì có một số team nên có một số người người ta vẫn dùng những cái combo cũ và qua kênh Thoran thì vẫn chưa thấy các bạn. Còn lúc nãy thì team mà qua kênh Thoran thì các bạn thấy rồi ha. Để xem thử còn cái combo nào khác kẹp chung với qua kênh Thoran mà hiệu quả không bạn để chúng ta cùng xem. Tìm khờ người các bạn vì đây là một cái con tướng mới. Đây là một con tướng mới. Và cái số người lên tướng các bạn nó cũng hạn chế nó số người sử dụng nó cũng còn hạn chế bạn ha Và mới ra nên là cần có thời gian để người ta Mới ra nên cũng cần có thời gian để người ta theo kịp meta Cũng như là biết nó hiệu quả không để người ta còn lên các bạn Team này bạn này bị thua nè Bạn này bị thua Đã xem thử team uh, Matria với lại Đối đầu với lại con con Thoran bên kia thử team nào Win bạn này xếp tim toran theo cái kiểu là kiểu kẹp chung với full tim sát này bạn này với lại thêm một con support bột này bên này là qua ma matria kết hợp chung với lại qua Lika. rồi con maki với lại thêm con ca cũng mạnh chứ không phải yếu nha Để xem tôi full tim qua cần simira kia mạnh tới đâu bên này chỉ còn mỗi con gà đen với lại con phượng đen thôi <laughs> chơi không lại rồi các bạn qua kênh Thoran kia nó nó cù nhây tốt quá chứ không lại nó và đây là lượng đam nè qua kênh Thoran cũng quay đường tí đam ha. bên cạnh còn gas với lại còn AC nói chung là trong TS cướp đồ kho báu thì khá là ổn đó các bạn ổn ha rồi có thể kết hợp chung với lại AC và tìm hai cụ gực nói chung là nhiều kiểu kết hợp các bạn rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua bên đây chúng ta xem cái mức độ phổ biến đã xem mức độ phổ biến tướng của con Wagon Toran hiện tại đang tới đâu cơ bản thì mình xem rồi các bạn mức độ phổ biến của Wagon Toran hiện tại nó nằm tầm khoảng top 4 mấy á nói chung là không phải top cao lắm các bạn tất cả thì chưa vào nhưng mà trong top chiến dịch á là Wagon Toran của chúng ta hiện tại đang là một trong những ngôi sao sáng mới nổi đặc biệt là dành cho newbie sử dụng để leo map trong giai đoạn đầu giai đoạn đầu Wagon Toran gọi là đỉnh nơi đỉnh và ở đây là chúng ta có xếp hàng xấu luôn này và cái đội hình mà các bạn thường thấy sẽ là đây Và cần Thora tập chung với lại con AC, rồi con Randall, Ivan, rồi Nara Mấy cái team này là team newbie hay xài các bạn Team này nữa này, Ivan, Rem, Sư, ở Qua Kinh Thora với lại Qua Simira, Không thì cho con Nara vô Ivan, Rem, Nara, Sư với lại Qua Thora Đây là những team newbie hay xài để leo map các bạn Kết hợp chung với Sư, ATS, Rem, Ivan, AC các kiểu thì như vậy có thể nói là kênh Toran chính là một món hời dành cho các bạn newbie. hoa kênh thoran chính xác là một món hời dành cho các bạn newbie nha. để các bạn có được một cái con tăng cơ khỏe hút rất là nhiều đam và có thêm một cái tiêu chuẩn không một ít hiệu ứng khống chế cc rất là ngon rất là ngon các bạn nói là một món hời dành cho newbie luôn rồi đó các bạn ổn chứ ok rồi và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau và nếu thấy hay đừng quên like subscribe những vào chuông thông báo để xem thêm các video mới cũng như động hộ kênh nha cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều xin chào tạm biệt bye bye